các bạn thân mến, bánh mì thì thực ra không phải lúc nào cũng cần vỏ mỏng và rỗng ruột. Mình có những cái món mà thí dụ như là xíu mại hay là cà ri, mình cần những cái lát bánh mì và phải có chút xíu ruột mới ngon. Thì bánh mì baguette pixie là một cái dạng bánh mì mà ngày xưa nó không phải là bánh mì tuổi thơ của Phương, tại vì thời đó thì Phương đã đi nước ngoài rồi. Nhưng mà theo Phương được biết thì đây là một món bánh mì dạng baguette kiểu Việt Nam, bánh có ruột nhưng mà mềm mại, vỏ giòn bên ngoài, thơm bơ. Thương hiệu này thì không còn ở Việt Nam nữa, nhưng mà mỗi lần nhắc đến bánh mì baguette pixie thì ai cũng biết. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm không cần phủ da, và đặc biệt là mình sẽ có một cái lớp nước bóng phết lên bánh mì. Mình cần có bước chuẩn bị một cái các bạn chuẩn bị đêm hôm trước: 100g nước lọc, 0,5g men nở khô, hoặc các bạn dùng men tươi thì 1g. Bột làm bánh mì nên chọn cái loại bột mà có protein trên 12%. Phương ở Đức mình dùng hai loại bột pha vào với nhau. Đây là bột mì của Ý và của Đức. Trộn đều và mình sẽ để tủ lạnh qua đêm 12 đến 18 tiếng. Hoặc các bạn để ở nhiệt độ phòng nhưng cũng không nên quá nóng, tối đa là 28 độ C. Trong vòng 4 tiếng. Men nở đỉnh như vậy và đầy những cái bọt khí. Bột cái đã sẵn sàng, bây giờ mình bước sang công đoạn làm bột chính. Phương dùng hết cái lượng bột cái này nha. Trong bột chính thì mình vẫn phải có một lượng men khô 2,5g. Hoặc các bạn dùng men tươi như trên video thì bạn dùng 7-8g men tươi, 15g đường. Đây là dòng bánh mì lạc nhưng mà so với bánh mì Việt Nam thì nó sẽ có độ ngọt hơn tí xíu thôi. Chất lỏng Phương có một cái trứng và nước ép ổi là cái nguyên liệu đặc biệt trong cái công thức hôm nay của Phương. Trong nước ép ổi có chứa hàm lượng vitamin cao gấp 4 lần so với nước cam hoặc là nước chanh. Các bạn châm vào làm sao cho đủ lượng chất lỏng là 95g. Trong làm bánh mì thì vitamin C được ví von như là một cái chất phụ gia tự nhiên. Kích thêm độ nở và độ giòn. Bột khô cho tiếp vào đây là 200g, có nghĩa là tổng lượng bột khô của công thức là 300g. Dùng cái móc câu trộn đều thì mình bắt đầu mở máy. Các bạn lưu ý là nguyên liệu chất lỏng đều phải thật là lạnh, các bạn lấy trực tiếp từ tủ lạnh ra nha. Mở máy nhồi tốc độ thấp khoảng 2 phút. Phương kiểm tra nhiệt độ bột lúc này còn rất là lạnh nè. Nhiệt độ bột trong cả quá trình nhồi không được nóng hơn 24 độ C nha. Phương đậy khăn và để cho bột tự tạo độ dai 15 đến 20 phút. Đây còn gọi là bước autolyse. Mình cần có 4,5g muối. Tại sao công thức của Phương có những cái con số lẻ? Phương giải thích kỹ hơn trong trang web nhà Phương, nơi Phương lưu công thức và có những cái lưu ý. Đây là bột sau 15-20 phút nó tự tạo độ dai mà mình không cần phải nhồi gì hết nè các bạn. Bây giờ Phương cho muối vào đây, các bạn dùng tay ghim muối xuống cho nó thấm đều muối. Trộn đều bằng tay như vậy. Bây giờ Phương mở máy, tốc độ thấp, cho máy chạy khoảng 1 phút. Tiếp theo Phương mới cho bơ. Bơ này là bơ mềm nhưng mà nó vẫn còn lạnh. Mình dùng 12g. Cắt bơ thành những cái thỏi nhỏ và bạn cho vào làm hai đợt nha. Bơ thấm đều vào bột thì mình mới cho cái phần bơ tiếp theo. Vậy là thời gian nhồi sau khi cho bơ là 5 phút. Nhờ có bơ lạnh cho vào mà cái khối bột của mình nó cũng được làm mát. Bạn lưu ý kiểm tra liên tục nha, chứ bột mà nóng hơn 24 độ là bắt đầu rã ra. Bây giờ mình tăng tốc, số 4 trên 10 là tốc độ cao nhất cho phép khi nhồi bột. Bột đạt là bột khô ráo, sờ vào không có dính tay. Bột quấn quanh trục và móc câu. Sau khi thấy bột đạt rồi thì các bạn không nên nhồi nhanh nữa, mình phải giảm xuống tốc độ thấp hơn. Đối với công suất máy nhà Phương thì sau cái bước cho bột nghỉ autolyse thì mình nhồi thêm khoảng 15 phút là bột đạt như vậy. Các bạn cho bột ra bàn và mình phải có thêm thao tác đập bột, gấp bột như vậy, khoảng chừng 10 cái nữa. Bột sẽ tạo thêm độ dai, săn chắc. Để khối bột này nghỉ ở nhiệt độ phòng trong vòng 45 phút hoặc 1 tiếng nếu mà nơi bạn ở là khí hậu lạnh. Công thức bột hôm nay mình sẽ làm được 2 ổ baguette dài. Mình chia bột làm 2 phần bằng nhau, mỗi ổ như vậy là khoảng 260 gram. Túm viên bột vê tròn cho láng mịn, mình dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để bột nghỉ khoảng 15 phút, sau đó thì mình mới vào cái bước tạo hình. Trong làm bánh mì baguette Việt Nam thì các bạn
nhất định là không được dùng bột khô để làm bột áo nha, mình dùng dầu ăn. Cán viên bột dài ra khoảng chừng một gang tay, cán và ép hết bọt khí to ra ngoài. Bây giờ mình cuộn lại, không phải là cuộn lỏng lỏng mà các bạn phải cuộn thật là chặt nha. Đây là cái bước mà quyết định là bánh của bạn sẽ nở có nước bùn hay không, hay còn gọi là bung cánh. Mình nhíp nhíp cái phần mí lại để bột nghỉ. Mình lặp lại thao tác với viên bột thứ hai. Trong thời gian nghỉ các bạn vẫn phải đậy mang bột thực phẩm để không bị khô nha. Quay lại viên bột đầu tiên mình đã vê sợi thì bây giờ tiếp tục cán một lần hai và cuộn lại thêm một lần nữa cho chặt. Cán lần hai thì bạn không được cán mỏng như lần đầu, mình chỉ cần khoảng chừng 7 cm là được. Đây là cái cách để mình tạo cho cái bánh baguette có độ dài. Còn nếu mình chỉ cán và cuộn một lần thì baguette nó không dài được đâu các bạn. Mà bạn cố gắng kéo cho nó dài ra hoặc là vê cho nó dài thì nó sẽ bị đứt hết gluten và mặt bột bị rách. Khay nướng bánh mì thì Phương dùng cái loại này đã có chống dính, không cần phải thoa dầu, thoa bơ hay rắc bột áo gì hết. Chiều dài nó bằng cái chiều dài khuôn luôn. Bánh mì baguette thì đặc trưng của nó là phải dài, còn nếu các bạn muốn chia làm 3 ổ thì nó sẽ ngắn hơn. Mỗi viên bột sẽ khoảng 170g thôi. Mình phải để cho cái viên bột nó so le chút xíu để nhiệt nướng được tỏa đều nha. Phương phết lên tí xíu dầu ăn để khi mình phủ màng bọc thực phẩm thì nó sẽ không bị dính. Mình ủ kết thúc sau khi tạo hình cũng khoảng thêm 45 phút. Tùy khí hậu nơi bạn ở, nếu mà xứ lạnh thì bạn cho vào lò nướng chỉ mở đèn, không cần phải mở nhiệt. Nướng bánh mì, đặc biệt là bánh mì Việt Nam, bánh mì baguette, thì cái xét nhiệt rất rất là quan trọng luôn. Bạn phải cần nhiệt thật là nóng và thật là nhiều độ ẩm. Phương sử dụng sỏi đá hoặc là ở đây Phương có đá nhung nham núi lửa, ít nhất là 1 kg. Còn nếu không có thì mình dùng một cái mâm khay nướng truyền nhiệt cũng thật tốt nha, chứ cái mâm này không có được cản nhiệt. Bên dưới Phương có cho nước, khay nướng mình để bên trên tầng giữa của lò. Lò của Phương có thể làm nóng lên 300 độ C luôn. Nhưng món bánh này thì không cần thiết nóng như vậy, mình chỉ cần làm nóng khoảng 230 là cái nhiệt tối đa đa số lò gia đình. Phương có thêm cái bình xịt để phun độ ẩm, đây là cái bình xịt mà mình tưới cây. Cái tia xịt nó mịn hơn và nó mạnh hơn. Đây là cái bánh sau khi mình ủ, Phương cho các bạn xem. Bánh đã nở gấp đôi, nhưng mà các bạn thấy chỉ cần nở khoảng 70% là mình đi mở lò chuẩn bị lò cho thật là nóng trước rồi nha. Mình tháo cái màng bọc thực phẩm ra để cho bánh được khô bề mặt thì mình mới rạch bánh được, không thôi là mặt bánh sẽ bị nhăn nếu mà mặt bánh còn quá ẩm. Dùng dầu ăn thoa lên cây lưỡi lam. Những người mới bắt đầu thì thường rạch những cái đường rạch ngắn và rạch ngang, nhưng mà thật ra các bạn phải rạch so le và dài thẳng đứng xuống thì bánh nở nó mới đẹp. Thao tác rạch phải nhanh chứ không là sẽ có tình trạng là bánh nở cái rãnh, cái to cái nhỏ. Xịt nước vào cái khe rạch, cho bánh vào lò. Lúc này thì Phương chuẩn bị sẵn 200ml nước sôi. Mình sẽ châm vào cái mâm khay nướng bên dưới, nhanh tay đậy cửa lò lại. Và mình sẽ nướng ở 220 độ C trong vòng tổng thời gian là 22 đến 25 phút tùy lò. Hoặc các bạn cho vào những cái viên đá, xịt thêm độ ẩm vào lò và thành lò, không xịt thẳng trực tiếp lên bánh nha. Nếu bánh bạn nướng mà cảm giác nó bị xám xịt hoặc là bị ngã màu quá nhanh trong khi bánh chưa kịp nở thì nhiệt lò của bạn quá cao mà độ ẩm lại quá thấp. Sau nửa thời gian nướng, Phương lấy cái độ ẩm ra, hạ nhiệt xuống 200 độ C và nướng tiếp cho đến hết thời gian. Trong lúc nướng bạn không cần phải mở quạt, chỉ cần lửa trên lửa dưới. Nhưng nếu các bạn muốn thì có thể mở quạt một phút cuối để thổi cho bánh được khô ráo. Lúc mình lấy cái khay nước ra thì bạn cũng nhanh tay trở khay bánh cho nhiệt được tỏa đều vào bánh nha. Bánh nướng có nhiệt chuẩn và độ ẩm chuẩn, ra màu rất là đẹp và giòn. Còn nếu độ ẩm không đủ, dù nhiệt có thấp hơn thì bánh cũng rất là mau khét, mà vỏ bánh cũng rất là dày. Phương có hai máy quay phim, còn cái này là chụp bằng điện thoại lên màu thực tế hơn. Cái máy quay phim làm cho cái bánh hơi bị xám xám, nhưng mà thật ra bánh màu rất đẹp nha. Còn nếu các bạn muốn bánh có màu đẹp hơn,
và bóng bẩy hơn. Phương sẽ làm một cái hỗn hợp nước để mình phết lên bột trước khi mang đi nướng. Phương có một cái lòng trắng trứng, cho vào đây một lượng nước bằng cái lượng lòng trắng trứng, khoảng 2 đến 3 muỗng canh, tí xíu muối, đánh cho nó bong lên giống như các bạn đánh làm bánh bông lan vậy đó, nhưng mà cũng không cần dùng máy đánh trứng đâu. Bạn có phải phết cái phần nước phết này lên bột trước khi mình đi mở lò. Sau khi lò đã sẵn sàng thì bạn có thể phết thêm một lần nữa. Sau đó đây mình rạch bánh, cho bánh vào lò và nướng. Với cái cách này thì sau khi nướng bánh ra khỏi lò, bạn phải phết liền một lớp bơ mỏng. Phương cho bơ vào lò vi sóng khoảng chừng 20 giây. Phết lên lúc mà bánh vừa mới ra khỏi lò, khi còn thật là nóng thì màu bánh nó mới lên đẹp và được giòn. Bánh này ngon nhất tất nhiên là các bạn nên ăn liền. Còn nếu mà để nguội thì chỉ cần buổi sáng đến chiều thôi. Nếu mà đến sang ngày hôm sau thì bạn phải làm nóng lại bằng air fryer hoặc cho vào lò nướng mình nướng lại. Bánh vừa mới ra khỏi lò thì các bạn không có thấy vết nứt đâu. Nhưng mà khi bánh nguội hoàn toàn thì sẽ bắt đầu có chút xíu vết nứt. Nó không nứt nhiều như là bánh dùng phụ gia, nhưng mà như vậy là quá tuyệt vời rồi các bạn. Bánh rất là thơm bơ, giòn. Các bạn cắt lát ra ăn với bò ragu hoặc là gà cà ri. Đây là dòng bánh có ruột, nhưng mà ruột vẫn rất là mềm mại và ngon, chứ không phải là đặt ruột theo cái kiểu mà cứng như là baguette kiểu Pháp. Bánh mì này bạn có thể ăn không cũng rất là ngon nữa, không cần phải thịt thà gì hết. Nếu mà hít kỹ thì bạn sẽ cảm nhận được cái hương của mùi nước ép ổi luôn các bạn. Phương có mua phụ gia làm bánh mì Việt Nam từ Việt Nam sang. Đây là hình ảnh bánh các bạn thấy trên màn hình là có phụ gia nha. Còn cái này là không có phụ gia, nhưng mà Phương thấy các bạn hoàn toàn có thể làm được không cần phụ gia. Bánh mì cũng rất là ngon. Các bạn chỉ cần xem cái thao tác nhồi, cách xét nhiệt lò nướng cho chuẩn để có được độ ẩm tốt, và theo công thức của Phương thật là sát thì các bạn sẽ làm được. Tuần sau Phương sẽ chia sẻ cái cách mình nấu thịt đỏ, luộc thịt làm sao cho thật là ngon và thơm, thịt không bị khô, mỡ trong vắt, và mình thu được cái nước thịt để chan bánh mì rất ngon nữa. Phương cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau. Bye bye!